Thì diện tích căn nhà này tầm khoảng 300 mét vuông ha. Thì nhà mình thì xây tường lót gạch kiên cố lên tới trần nhà luôn ha. Bên trong nhà mình thì có hai phòng ngủ, một phòng khách, gian nhà bếp và toilet ha. Hiện tại thì nhà lót gạch cao ráo nè cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Cửa toàn bộ dàn cửa bằng thau lao hết ha. Nhà này ước tính thì cô chú anh chị mình xây dựng hiện tại thì tầm cũng rơi vào khoảng 700 triệu cho cái căn nhà này ha. Thì giờ chủ họ kẹt tiền, họ bán trọn cái thửa đất và căn nhà này luôn. Thì với giá chỉ có 1 tỷ 850 triệu đồng thôi. Tổng diện tích hết đất của căn nhà và thửa đất của mình luôn thì 4.390 mét vuông ha. Thì trên đất mình hiện tại chủ mình có mấy cái hồ nước ha. Hồ này hồi xưa thì cũng đổ nè. Thì còn đường điện thì kéo tới đất ha. Điện nhà nước, điện lưới quốc gia. Cây cầu mình thì đi qua đất đây nha cô chú anh chị. Hiện tại thì hồi xưa chủ chỉ làm cây cầu xe máy thôi. Cô chú anh chị có thể mở rộng để mà mình đi ô tô qua, hoặc mình sử dụng cây cầu này đi ha. Thì trước đất mình là có một cái kinh công cộng, rất là mát mẻ luôn. Cô chú anh chị mình có thể đặt đăng, đặt lú, đặt gió để mà kiếm tôm cá ha. Khu vực này thì bên đây thì là huyện lộ 83 nha cô chú anh chị. Đây là huyện lộ 83 ha. Đoạn đường này chuẩn bị lên nhựa nha cô chú anh chị. Ở đây thì cách ủy ban xã, cách chợ tầm khoảng 1 km ha. Bán kính trong vòng 1 km thì đầy đủ luôn. Trường học, chợ, bách hóa xanh. Trên đất mình thì hiện tại đang có một số cây dừa mít trước cửa nhà này cô chú anh chị. Đây có cây mít ha. Thì cái khoảng vườn ngoài sau mình hiện tại thì đang trồng mãng cầu ha. Cái diện tích của thửa đất này thì với chiều ngang là 20 m ha. Chạy sâu thì gần 200 m nha cô chú anh chị. Tổng diện tích là 4.390 mét vuông. Trong đó nhà mình được 300 mét vuông thổ cư ha. Trụ ranh thì cũng cắm đều bốn góc hết rồi. Cái phần mé dưới này thì giáp với hàng dừa đó ra có cái trụ ranh ha. Mé trên mình thì cũng có trụ ranh luôn. Đây hàng xóm cặp vách nha cô chú anh chị. Ngoài sau mình hiện tại thì có hai cái toilet này cũng xuống cấp rồi ha. Mình có thể sử dụng toilet trong. Nhà mình bên hông này cho cô chú anh chị. Còn đây là ngoài sau nhà. Rồi thì diện tích mình vuông đầu đuôi luôn ha. Đâm thẳng ra ngoài sau. Thì ngoài sau ranh mình hiện tại thì đang trồng mãng cầu. Rất là đẹp luôn. Cái vườn mãng cầu mình rất là tươi tốt ha. Thì do chủ họ ở xa, họ không có canh tác, thì hiện tại mình về thì mình chăm bón chút xíu thì có thể mình thu hoạch để mình bán đợt Tết ha. Đây nguyên cái vườn dân mãng cầu mình ngoài sau luôn cô chú anh chị. Trọn cái thửa đất này 4.390 mét vuông mà chỉ có 1 tỷ 850 triệu thôi ha. Ranh mình thì được đào đường nước đây thẳng ngoài kia luôn. Cuối ranh thì mình cũng có cắm trụ hết rồi ha. Đây thì từ cái mí rạch mình đi ra tới ngoài hết ranh đất của mình á thì tầm khoảng 200 mét nha cô chú anh chị. Đây mình chạy ngoài thì nhà dân rất là đông ha. Theo cái đoạn đường này ra thì vườn mãng cầu vuông dứt luôn ha. Đất thì cũng khá là đẹp. Sau đuôi mình thì vẫn có một cái số cái đường công cộng dân sinh ngoài sau luôn ha. Đây là cái vườn mãng cầu phía ranh đất của mình. Còn rất là tươi tốt nè cô chú anh chị. Bên hông kia thì nói chung cái đoạn ngoài sau của ranh đất mình thì toàn bộ là trồng mãng cầu ha. Ngoài trước thì mình có căn nhà sẵn. Thì đất khá là đẹp, nền cũng cao ráo, vườn cao ráo sẵn luôn. Có rãnh nước, thoát nước này nọ, cô chú anh chị có thể sử dụng để tưới tiêu, lấy nước từ kênh rạch vào, chăm bón cho vườn ha. Thì này ba cái cỏ này cô chú anh chị mình mua có thể sử dụng máy phát là mình làm ra là sạch bóng liền ha. Đây, vườn mãng cầu của mình ha. Chu vi cái khoảng mà vườn mãng cầu của mình á thì nó tầm khoảng chừng 4.000 mét vuông nha cô chú anh chị. Đây mình sao mình có cái ao nè. Ha, cái ao, sao mình có cái ao. Chu vi
chu vi cái vườn mãn cầu mình tầm khoảng 3.500 đến 4.000 mét vuông. Còn lại khoảng ngoài trước mình thì nhà tiếp giáp với lộ huyện luôn. Cô chú anh chị cái đoạn ngoài trước á, quý anh chị có thể mình sử dụng lại để mà mình mở rộng cây cầu ra ha. Cả rộng cây cầu đường đi qua cho ô tô mình qua được luôn ha. Nếu cô chú anh chị mình có ô tô. Đoạn trên đoạn dưới mình thì cũng có ranh góc rõ ràng hết rồi. Ở đây nếu mà cô chú anh chị mình ở thị xã Gò Công thì về đất chắc tầm khoảng 10 km. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh về đất chắc tầm khoảng 65 đến 75 km ha. Mình đi về Mỹ Tho tầm khoảng 30 km nha cô chú anh chị. Đây là khoảng bên hông của mình ha, hông nhà nè, rất là mới luôn. Nhà này thì xây dựng hồi năm 2017. Cho đến nay thì tầm khoảng 6 năm rồi ha. Còn rất là mới luôn nè, sói này nọ cô chú anh chị thấy ha. Y như mới luôn. Bên hông của mình nè. Ranh thì có trụ ranh gốc hết rõ ràng hết rồi ha. Bên đây người ta cũng đào cái rãnh nè. Cái rãnh đường mương để làm cái ranh nè. Chạy thẳng ra ngoài kia thì có trụ nè, nó đầy đủ hết nè. Trên đất thì rất là nhiều cây ăn trái ha. Đây phía sau vườn của mình, cô chú anh chị mình có thể cải tạo. Rồi Khoa xin nhắc lại là địa chỉ căn nhà và thửa đất của mình thì thuộc xã Tân Phú của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Diện tích tổng là 4.390 m². Giá gia chủ đang mong muốn là 1.850.000.000 đồng. Với chiều ngang mặt tiền là 20 m, chạy dài là khoảng 200 m. Nhà thì đất thì vuông vức đẹp. Nhà đẹp mới xây luôn, rất là đẹp. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm thì liên hệ cho Khoa. Số điện thoại là 0334447430 hoặc là 0766450076. Cô chú anh chị có thể kết bạn Zalo với số Viettel là 0334447430 ha. Để Khoa gửi sổ và trao đổi cho cô chú anh chị ha. Rồi yêu mến thì cho Khoa xin một nút đăng ký kênh để quý anh chị luôn cập nhật những sản phẩm video giá rẻ luôn ha cô chú anh chị. Đây thì ngoài trước đường vô mình có cây cầu làm hàng rào hết rồi ha. Cây mít này trái rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Bên đây có cây dừa nữa nè. Rồi đây chính là khung cảnh huyện lộ trước đất trước nhà mình ha. Khu vực này nhà cửa rất là đông đúc ha. Rồi mình nhìn tổng quan vô căn nhà khu vực này. Rồi cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ cho Khoa ha. Và kết thúc video đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều.